Câu cây dao là lời khuyên chí tình anh em về kinh nghiệm trong cuộc mưu sinh gian khổ. Xin mời ô chữ. Đội bên đó đang có nhiều tiền hơn á, đội bên đó có thể thương lượng tạm đây tới 4 ô lận. Mình mua B1 chị. Bây giờ nếu mà bên đó muốn lấy ô B1 thì bên đây đang muốn lấy ô A6. Bán đồng giá. Thì bán đồng giá. Em ngã giá chị trước đi, chị bán nè. Trời, rồi lát nữa thì tự nhiên chị lật kèo rồi sao ai biết được. Bây giờ mình thương lượng nước đôi nha. Em mua sẽ mua A6 của chị. Không, bây giờ em nói trước em bán nhiêu. Trời ơi, hồi tự nhiên bán xong cái này xong cái tự nhiên cái... Ủa, mắc trời, bảo bán cho mình em có chưa? Tiền mà xong. Cái chữ xong á. Cái chữ xong á. Nó rất là... Chữ Ủa, xong. Sao tự nhiên em nói ra vậy chị Vàng? Bên kia ta không cần mua nữa đó. Ủa, tự nhiên mình mất tiền ngang vậy trời. Vừa rồi Vàng mới nói cái từ bây gì em nghe không? Bây giờ mình mua B2, em nghe rồi. Rồi, trời ơi, coi như miễn phí chị. Chị làm ơn, chị cho anh xin lại một ô được không chị? Chị ơi, tự nhiên em lỡ miệng em nói ra chị. Chết rồi, tự nhiên buôn bán, làm lỗ lã rồi. Kiểu này già má bánh bòm đầu luôn rồi chị ơi. Bây giờ em muốn mua ô nào? Em muốn mua ô A6 chị. A6 đúng không? 10 triệu. Trời đất ơi, chị ơi. Thôi bây giờ em nên 5 triệu đi, 5 triệu không, bán liền. Tiền bạc nó rất là quan trọng, năm mới tới, năm hết tới đến rồi. Em đã cho chị một câu miệng phí tại em mua rồi. Tôi không cần nghe. Trời ơi, tức dễ sợ luôn. Chị không có nhu cầu nghe. Em bắt chị nghe chị còn bán em nữa đó. Giờ sao? Nhiêu? Bán bao nhiêu? Đội em không muốn mua ô A6 nữa, đội em muốn thương thảo ô B5. Cũng 10 triệu à? Không, B5 thì chị có lấy rẻ hơn cho em không? Tại ô đó sẽ không quan trọng đâu. Tại ô đó sẽ không quan trọng đâu. Quan trọng nói với chị là chị quan trọng. Bây giờ chị sẽ bán ô này với giá 11 triệu. Trời đất ơi. Tại vì cái từ này đối với chị em biết từ đó là em biết 14 chữ chỗ nào chị cũng quý trơn á. Không chữ nào mà chị cũng quý trơn á. Mỗi người nhường nhau một bước 7 triệu đi em. 7 triệu. 7 triệu mình thắng cái này là mình được 13 triệu. 13 triệu. Em ơi, chi vậy em? Chi làm nhức đầu mình vậy? Không, em phải cộng lại hai bên để thôi. Nhiều khi chứ. Đúng rồi. Mua 7 triệu. Em mua OB5 của chị 7 triệu. Rồi. 7 triệu. Vậy thì đóng OB5 lại. Em không trả lời. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ có thêm một lượt mua ô nữa. Em mua OB3 và B4, A5. Dạ em thôi, mua B7, B8 rồi. Thôi được rồi anh. Anh em có rất là nhiều chữ, anh em có 4, 8 chữ lận. Không, thôi. Bây giờ chị cần tiền với chị hết cần chữ nè. Chị cần tiền với chị hết cần chữ nè. À, em sử dụng quyền trả lời miễn phí. Rồi, câu của em là: ai ơi nhớ lấy câu này, song sâu chớ lội, đò đầy chớ qua. Đây là đáp án sai. Dù gì dù á thì năm hết Tết đến rồi, tất cả mọi nhà đều cũng phải vui vẻ. Thì đó coi như em cho chị hết luôn á. Không vì cái câu hỏi này mà chị thì chị em thắng mẹ. Dạ. Nên á, nếu như mẹ tụi em thắng cái câu này, dạ, tiền thưởng của câu này chia đôi với đội bên kia. Em ơi nhớ lấy câu này, sông sâu chớ lội, đò đầy vậy chớ đi. Đò đầy đúng không? Đò gì? Đò đầy chớ đi. Đò em đầy. Ơi đầy quá, nó chìm á. Nhớ lấy câu này, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi. Ủa đây chị nói sao? Chị nói sao? Chị nói sao? Chị thắng cái gì sao? Chị thắng gì sao? Em số tiền thưởng. Chị chi ạ? Em không cần. Em không cần. Đúng không cần. Em không cần. Sao vậy? Sai rồi. Trả lời sai rồi. Đây là đáp án sai. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20h30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.